đây được cái là ví dụ ngay dặn người nào ra người đó phải không? Ừ. Mình nghe được luôn á, ví dụ như trong một cái điệp khúc như vậy nhiều người hót với nhau mình vẫn nghe được người á, rõ ràng lắm luôn á. Chẳng có chi hơn lời họ đề nó rất là thiệt luôn á. Ăn sáng chưa ở bên đây nắng hay mưa em và tôi thật hiểu giống giống như họ đang đứng trước mẹ của mình đang khóc cái này mình đang xem trực tiếp họ nhé. Ai nói đến câu rằng trời ơi tôi đang nhớ em, em có nhớ tôi không thôi từ lâu đã. Thấy chưa, đây chiếc Honda Accord thì các anh chị em vừa mới hoàn thành xong cái bộ loa. Đây là cái sub-JL audio ha. Rồi thì đây mình có thiết bị Clio Pocket thì chuẩn bị mình test cái xe này. Thì hiện tại thôi bước vào xe đi để nghe thử một vài bài hát. Hãy nghe thử bài này nha. Hãy nghe bài này đi. Không, nhẹ nhẹ, bài này nhẹ nhẹ nghe đi. Nghe có sân khấu không nè. Mang tình về cho mẹ, mang tình về cho mẹ, mang tình về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tình về cho mẹ, mang tình về cho mẹ, mang tình về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nếu không có mẹ con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Sẽ không có nề có nếp dù đặt mình lên cái chỗ đồ xôi. Cái mình tâm mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những người đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà sơi. Ôi những ngày sáng mấy gió liêu siêu dáng mẹ gầy so. Có khi mẹ ngất giữa đường vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to tay đi mua cho mẹ cái túi đi o. Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy, đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa. Vất vả đôi đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Trưa nắng ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ ra chưa thấy về. Thấy ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Bước ra đời lóng này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Bước ra đời lóng này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Trong đời mặc dù đời cứ luôn
cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh, tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ, dù không phải thế việc hay chờ mình. Người hâm mộ đợi con từ đồng khởi, sẽ bàn dài đến hết đường ký con. Xin chữ ký con rất quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con. Tiền của con không có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi. Mãn tâm con là công dân tốt, đóng thuế đều và chỉ có đủ mà thôi. Nhà con phiêu ở nhiều phương diện, tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện, sống phải đẹp như là hoa hậu dù không cần thiết được tặng vương miện. Con trai giống mẹ nên là con hiền khô, lao vào đời không làm mẹ thêm phiền lo, bỏ qua giờ biểu không cho cơm no, mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho. Mẹ là mẹ của con là của mọi người, lên sân khấu làm mọi người vui, về nhà làm cho mẹ cười. Vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan. Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan. Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Yeah. Như một bà. Thử nha. Nè cái kiểu nó giống như. Sao? Có sân khấu không? Đấy là bởi vì mình mở phun ra đúng không? Là mình nghe nó ồn ồn cái mày đúng không? À. Ngồi đây là nghe nó rõ rồi. Rõ ràng. Được đó, bài hát như thế nào á. Ừ. Bài hát đúng rồi. Là sân khấu mà nghe đã. Thử thử lại cái bài này. Không bằng cái kia hả? Đổi bài này thử. Đây. Nghe Sài Gòn nha. Đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn.
Sao? Nghe thấy sao? Tình ngay ok sao? Nghe thật quá à? Ừ, đúng rồi. Cái được cái là ví dụ ngay dạng người nào ra người đó đúng không? Ừ. Mình nghe được luôn á, ví dụ như trong một cái điệp khúc như vậy nhiều người hót với nhau mà vẫn nghe được người á, nó đổ hoàn ra luôn á. Chẳng có chi hơn lời họ đây nó rất là thiệt luôn á. Này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, em và tôi thật nếu giống giống như họ đang đứng trước cái mẹ của mình đang khóc thì mình đang xem trực tiếp họ nhé. Ai nói đến câu rằng rồi ơi tôi đang nhớ em, rằng em có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích em rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Thôi cảm ơn vì những cái trải nghiệm. Clio anh Thơm ơi, vô mở Clio lên để test.